Xin chào tất cả các bạn. Thì hiện tại tình hình dịch coronavirus ở tỉnh Quebec cũng như Canada cũng như là trên toàn thế giới thì cũng đang diễn ra phức tạp. Thì hiện tại ở Quebec, tỉnh Quebec mình thì người ta đã tiêm vaccine cho các tuyến đầu như là bác sĩ này, y tá này, và lần lượt người cao tuổi từ trên xuống dưới, từ 90 rồi mãi đến hôm nay là 65 tuổi. Cũng vì cái dịch coronavirus này nè thì mình cũng hạn chế đi lại cũng như là hạn chế đi siêu thị. Thì hôm nay nhân dịp mình đi siêu thị Costco thì mình quay lại cho các bạn xem tình hình dịch Covid ở đây như thế nào nè, rồi người ta đi chợ như thế nào nè. Tại vì sao mà mình làm cái video này á, tại vì đi Costco mình sẽ đi chợ này để mua đồ ăn cho 2 đến 3 tuần, có khi mình ăn được tới 1 tháng lận. Cho nên là sẵn tiện mình đi mình quay luôn. Rồi bây giờ mời các bạn cùng theo chân mình đi vào bên trong siêu thị Costco nha. Đi thôi. Gian hàng đầu tiên mà mình ghé đến đó chính là những thực phẩm thiết yếu như gạo, mì, dầu ăn. Một bao gạo hoa lài này á thì có trọng lượng là 8kg với giá là 20 đồng. Gạo này rất là thơm. Gạo này là xuất xứ từ Thái Lan. Khi mình tới đây thì mình mua ăn cái gạo này từ đó cho tới bây giờ luôn. Đây là cái dầu ăn mà nhà mình hay ăn. Với trọng lượng là 3 lít, giá của nó là 13 đồng 99. Dành cho những bạn nào muốn giảm cân á thì sẽ ăn quinoa. Thì một cái bao quinoa này là 2kg với giá là gần 12 đồng. Thì mình ăn cái bao quinoa này á thì mình có thể ăn trong vòng 1 tháng hoặc là hơn, tùy theo khẩu vị của gia đình mình nha các bạn. Các bạn ơi, đây là mì trứng của Ý nha. Nó rất là ngon. Thì mình dùng cái mì này để mình thay thế làm mì Quảng, xứ Quảng của mình á. Ở đây có tới 4 hộp lận, 1, 2, 3, 4, 4 hộp lận. Thấy vậy thôi nhưng mà khi mình luộc lên á, rồi mình trộn đều lên giống như mì Quảng thôi, không khác gì hết á. Lâu lâu thì mình có hay nấu mì Ý, thì mình vô đây mình mua mì Ý này cho nó rẻ. Bởi vì đây là siêu thị bán sỉ. Một gói như vậy là có, một gói to vậy là có 4 gói nhỏ. Mỗi gói nhỏ là 1kg. Vị chi cái này là 4kg mà giá nó là 8 đô. Thì mình vô đây mình mua thì nó sẽ rẻ hơn rất là nhiều. Để nấu với mì Ý thì ngoài có cà chua tươi thì mình có bỏ thêm nước sốt cà chua này vô. Thì trong cái nước sốt cà chua này nó có thịt nữa. Thiệt là người miền Trung thì có thói quen là hay ăn bánh tráng vào các bữa ăn á. Thì qua đây làm gì có bánh tráng đâu. Thì mình vô đây mình mua cái hộp này, nó cũng gần giống như bánh tráng ở miền Trung vậy đó. Một hộp này thì có giá là gần 9 đồng. Mình ăn trong vài một hai bữa là hết mất rồi. Nhưng mà ăn cho vui miệng thôi, cho đã thèm thôi nha. Chứ cũng không phải là ngon, nó cũng không có giống như hương vị ở quê mình đâu nha mấy bạn. Ngoài ra mình còn có thể mua bột mì đa dụng ở đây nè, để về làm bánh mì, bánh bao hay là bánh quy. Sau đó là mình đi đến quầy gia vị để mua các loại như là tiêu nè, bột hành, bột tỏi để về làm gia vị, ướp các món nướng. Ở đây các mặt hàng rất là đa dạng và giá cả nó cũng tùy thuộc vào chất lượng của từng sản phẩm nữa. Mình để ý thấy là đối với những mặt hàng đơn giá thấp thì người ta bắt mình mua với số lượng nhiều, không có mua lẻ được. Còn đối với những mặt hàng đơn giá cao này thì mình có thể mua lẻ được. Chẳng hạn như là vani nhân tạo á, vì giá nó rẻ nên họ bắt mình phải mua 2 chai, không có mua lẻ 1 chai được. Trong khi đó vani nguyên chất giá nó đắt hơn thì có thể mua lẻ được. Mình cũng tìm thấy ở đây hương vị châu Á như là tương ớt cay Việt Nam hay là tương ngọt Thái Lan nè. Các bạn ơi, thì do ở nhà mình còn cái tương cà chua này, nhưng mà ở đây người ta có bán cái một hũ cà chua, tương cà chua này nè, là 2,84 lít thì giá của nó là 6,49 đồng. Thì mua này về mình sẽ chấm với lại khoai tây chiên hay là cánh gà chiên cũng rất là ngon. Bây giờ mình đã đến quầy đường rồi, thì đây người ta cũng có bán rất nhiều loại đường, giống như là đường ăn kiêng nè, đường mía, đường đan hay là đường cát trắng quen thuộc, và có cả sữa đặc có đường nữa. Còn đây là chè dầu bơ, ăn rất là tốt cho sức khỏe. Thì cái này mình có thể trộn với lại salad này, mình ăn sống luôn, hoặc là ăn chung với bánh mì á, nó cũng rất là tốt cho sức khỏe. Và kế bên nó là dầu dừa này là sản phẩm của Việt Nam mình luôn, rất là tốt nha. Mình có mua hũ này cách đây 2 năm rồi nhưng mà nó dùng hoài không hết luôn. Lúc mới tới Montreal thì mình không có biết cái ăn ô liu đâu, nhưng mà sau này mình về mình mua thử thì mình cắt ra mình trộn với lại chanh với lại đường, mình để khoảng chừng 1-2 tiếng mình ăn rất là ngon. Thì một hũ này thì giá của nó là gần 6 đồng nha, là 1 lít luôn á, rất là ngon, mình ăn trong khoảng 1 tuần lận.
Ngoài ra lâu lâu mình cũng có hay mua các loại hạt để ăn kiêng là bổ sung chất cho cơ thể nè. Như các bạn thì ở Việt Nam khi mà thích ăn phở thì chúng ta có thể ra ngoài tiệm thì có ăn liền, mà ở đây thì phải mất công hơn xíu. Thì mình sẽ mua cái thùng phở như này, mình về mình ăn. Một thùng dày là có giá 10 đô. Mình cũng chưa thử bao giờ hết, tại vì ở nhà mình có thể tự nấu được, nhưng mà mình thấy có rất nhiều người vào đây để mua cái thùng phở này về ăn. Tay ta gì người ta cũng thích cái thương hiệu này hết á. Hồi nãy là mình ăn quinoa để giảm cân, thì đến cái bầu yến mạch này thì cũng ăn một yến mạch này để giảm cân và tốt cho sức khỏe. Thì một cái thùng này là nó hơn 5 kg lận. Các bạn ơi, thì cái chai mật ong này là trọng lượng nó là 3 kg với giá là 20 đô. Thì mình làm cái video này để các bạn có thể so sánh với giá cả Việt Nam như thế nào. Còn đây chính là mật lá phong của Canada. Một cái bình này là 1 lít với giá là 13 đồng. Thì ăn cái mật này vô thì mình cảm giác như là nó gần giống như hương vị mạch nha ở mình á, nhưng mà nó hơi khác một xíu. Bây giờ mình đã đi tới hàng trà và cà phê. Mỗi khi mà mình thèm matcha thì đâu có ra ngoài đường mà mua liền được giống như ở Việt Nam đâu. Thì mình hay mua một cái hộp như vậy nè, với giá là 20 đồng, rồi ở nhà mình tự pha chế, mình tự uống cũng rất là ngon. Còn đây là cà phê nguyên hạt của Starbucks luôn. Một bịch này là hơn 1 kg với giá là gần 23 đồng. Thì ở ngoài lúc vào cổng Costco người ta sẽ để cho mình một cái máy. Mình bỏ cái hạt này mình bỏ vô máy rồi mình xay rồi đem về nhà. Thì bình thường tụi mình ở nhà là hay pha cà phê ở nhà rồi uống thôi chứ không có đi mua ở ngoài. Kế bên quầy trà và cà phê là quầy thực phẩm và nước uống, những sản phẩm cần được bảo quản trong kho lạnh. Trứng gà ở đây là 30 trứng với giá là hơn 7 đô. Mình ăn cái này trong 2 tuần là hết cái hộp này. Ngoài ra trong kho lạnh thì còn có những thực phẩm đã được làm sẵn, chỉ cần về nhà mình chế biến lại, ví dụ như là chiên hay nướng lên trong một thời gian ngắn là chúng ta có thể ăn được. Ví dụ như là phô mai que này, thịt gà nướng này, hay là tôm lăn bột. Một hũ phô mai một cười như vậy là có 32 miếng với giá là 8 đô. Thì mình nghĩ là nó cũng không có chênh lệch với giá Việt Nam mình là mấy đâu. Khi mà đi đến cái quầy bia rượu nước ngọt á, thì mình thường hay tìm cái chai nước này để mua. Cái nước này nó gần giống như nước ngọt á, nhưng mà nó chiết xuất từ trái cây. Thì uống lên nó ngọt ngọt nhưng mà nó có hơi có ga, uống vô phê lắm. Ăn thịt á, ăn với thịt nướng mà uống nước này vô trời lại là tuyệt vời luôn. Nước ngọt á, thì người ta bán cũng rất là đa dạng, nhưng mà mình ít khi mua ở trong này lắm. Tại vì một khi người ta bán rất là nhiều, cả két lần, mà mình thì không có uống nhiều đến như vậy. Bây giờ mình sẽ đi mua rau và trái cây tươi được bảo quản trong kho lạnh. Theo mình thấy thì đồ trong này hàng sử dụng chỉ khoảng từ 1 tuần đến 10 ngày thôi, nên mình chỉ mua một ít và cố gắng ăn hết trong 1 tuần thôi. Canada đang mùa đông á, nên các loại rau hầu hết đến từ các nước lân cận. Trái cây họ cũng bán theo mùa, giá cả cũng là khá đắt á. Cũng có bán nước dừa đóng hộp nữa, nhưng mà theo mình á, theo khẩu vị riêng của mình thì mình cảm như là nó không có bằng ở Việt Nam của mình. Còn sữa đậu nành á, thì cảm nhận riêng của mình thì hương vị nó cũng không bằng như ở Việt Nam mình đâu, nhưng có là tốt rồi. Thì mình cũng hay uống cái sữa đậu nành này để bổ sung dinh dưỡng cho cơ thể. Tiếp theo, mình đến quầy thịt các loại. Ở đây họ có nhân viên chế biến và đóng gói nữa. Thịt bò thì được bán rất là nhiều, đa dạng. Họ đóng gói mỗi hộp từ 1 kg cho đến 1,5 kg. Nên mình muốn mua mỗi loại một ít cũng rất là khó. Nhà mình rất hay mua thịt gà. Thịt rất là tươi, giá ở đây cũng không quá đắt so với những nơi khác. Bây giờ mình đã tới cái quầy hải sản này rồi.
thì một hộp như vậy á, là người ta sẽ tính giá tùy theo trọng lượng của mỗi hộp. Thì riêng hộp này á, là gần 1kg thì giá của nó là tầm 21 đồng. Nó rất là tươi. Tôm cá ở đây á, thì khi họ bán họ đều ghi rõ là tôm cá nuôi. Mặc dù được bán với số lượng sỉ nhưng mà giá cũng không quá rẻ so với những siêu thị khác. Tuy nhiên vì dịch Covid này nè thì mình cũng rất hạn chế đi mua mỗi món ở mỗi nơi, cho nên là mình hay mua tôm cá ở Costco luôn và chia làm nhiều lần nhỏ để ăn thay phiên. Kế bên là quầy rau củ quả cũng rất là đa dạng. Nhưng cũng rất là đặc trưng Costco. Mỗi lần mua là phải mua một bịch thiết là to. Các bạn có thấy các mặt hàng này họ bán rất quen thuộc với mình không? Thì nó đến từ các nước Nam Mỹ hay Trung Mỹ, hoặc là những nơi có khí hậu khá tương đồng với Việt Nam mình này nè. Thì khi nhập khẩu từ các nước khác, tất nhiên là giá cả cũng khá là đắt. Đây, hôm nay mình sẽ mua con gà làm sẵn này, một con này thì chỉ có giá 8 đồng thôi. Mua này xong rồi mua thêm bánh mì rồi về làm đồ chua ăn chung. Rất là ngon luôn. Các bạn ơi, vậy là chúng ta đã đi đến cuối video. Cảm ơn các bạn đã xem video cùng với mình. Hy vọng rằng các bạn sẽ thích video của mình. Và các bạn hãy để lại bình luận bên dưới để mình có thể cải thiện chất lượng video và làm những video mới nha. Cảm ơn nè. Bye bye. I love Roshan.